Quán cà phê này rất là đông người quý vị à, tại vì nó nằm ở ngay trung tâm thị trấn. Quán này thuộc về là quán Minh Hào. Đấy, diễn viên đó. Đây là cái chỗ phục vụ nè, ai tới đây thì trước tiên tới đây là phải order. Thì quán này rất là rộng quý vị à. Sáng hôm nay khách đến đây rất là đông quý vị. Thank you.